Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Thầy Dạ, kính trân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do thừa chức bài 18 tâm sân do thượng tọa Nhật Đẳng giảng giải. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Thầy Siêu từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, nói về những cái tâm bất thiện thì có ba căn bất thiện là tham sân và si. Si đi với căn tham, nó tạo ra tám tâm tham. Căn si đi với căn sân thì nó tạo ra hai căn sân. Và hôm nay chúng ta sẽ học về tâm sân đó. Nhưng mà về từ ngữ thì hôm nay Thượng tọa Nhật Đẳng sẽ trình bày cho chúng ta biết về cái chữ đô xá chánh tác. Chữ đô xá dịch là tâm sân thì phải hiểu ý nghĩa như thế nào. Rồi đô mà nát sa sa ha ga tăng thọ ưu thì phải hiểu như thế nào. Cái chữ thọ ưu chúng ta cũng nghĩ là buồn bực, buồn phiền, ưu phiền. Rồi bất thiết khác sắp về vô tâm gọi là tương ưng phẫn hay tương ưng phấn. Hoặc là có bản dịch là tương ưng giác ý, hỏi cái đó nó có đúng hay không. Và cái chữ bất thiết khác sắp về vô tâm đó, chữ bất thiết khác chúng ta phải hiểu ý nghĩa như thế nào để cho nó phù hợp cả một phương diện. Thì đây là những vấn đề mà ở trong bài học sẽ được giảng sư trình bày cho chúng ta hiểu. Và bây giờ trước tiên thì xin mời cô Lân Nhà Nguyệt đọc cho kinh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng đề tài này. Xin mời cùng Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy, giác sa thứ lành thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã dạy nhập bài học.
Vậy con xin được đọc phần kinh văn. Bài học này giáo trình thắng pháp Đạt Bà Đa Ma. Bài 18 tâm sân sẽ do thành tựu Địa Tạng giảng giải. Tâm sân do Sajita trong Phật học, đặc biệt là trong thắng pháp Abhidhamma, nên được hiểu có nhiều phần khác hơn thông thường. Trong cách nói thần thức thì sân có nghĩa là nổi giận. Chữ dosa được dịch là sân, ở đây chỉ cho sự khó chịu với cảnh. Tất cả sự phật ý, bất bình, phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi đều nằm trong tâm sân. Thí dụ, tôn giả Ananda ưu bi trước sự viên tịch của Đức Phật. Tâm trạng ưu bi đó thuộc dosa citta, nhưng không có nghĩa gì là nổi giận như ý nghĩa của tâm sân theo cách hiểu bình thường. Hai thứ tâm sân. Thắng pháp Abhidhamma nêu hai thứ tâm sân. Một, tâm sân thọ ưu hộ phấn vô trợ đô mà nó sạc sai gạch tầm bất tí gạch xàm bán chút tầm a sang kha đi cầm. Hai, tâm sân thọ ưu hộ phấn hỗ trợ đô mà nó sạc sai gạch tầm bất tí gạch xàm bán chút tầm a sang kha đi cầm. Hai tâm sân khác nhau chỉ ở điểm do tác động, tức là hỗ trợ, hay không do tác động, tức là vô trợ. Tâm sân đột khởi là tâm vô trợ. Tâm sân sanh lên do nghĩ tới, nghĩ lui, hoặc có người lặp đi lặp lại, rồi sinh tâm bực mình là tâm hỗ trợ. Hai mệnh đề tính từ cần lưu ý. Thọ ưu là dịch thoát từ chữ đô mà đã xả sai cả tâm. Đi với phiền muộn hay không thích thú hoặc khó chịu là thuộc tánh thọ, tức là thọ quẩn. Riêng mệnh đề từ Gassambayuttam được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tương ưng với hận. Trích từ Thắng Pháp Tập Giáo Luận. Dịch giả Phạm Kim Khánh dùng cụm từ có liên hợp với ác ý từ Vi Diệu Pháp Khái Luận. Cả hai cách dịch đều có vấn đề gây ngộ nhận. Tất cả tâm sân đều là Patigasambayuttam, nhưng không hẳn là có ác ý hay hận. Thí dụ, tâm bực bội khi trời nóng bức là tâm sân, nhưng không thể gọi là có hận hay có ác ý. Riêng Ngài Tịnh Sự dịch chữ Patigasambayuttam là hợp phấn. Có một số đọc là hợp phẫn, giải thích là đi với phẫn nộ. Đọc và giải như vậy cũng rơi vào hai trường hợp trên. Tâm sân không nhất thiết là luôn luôn phẫn nộ, tức là tức giận bùng phát. Trong những năm sống với Ngài Tịnh Sự, có nêu lên câu hỏi này. Ngài giải thích chữ phẫn trong Hán Việt có thể đọc cái hai âm phẫn và phấn. Chữ hợp nhật phẫn ở đây chỉ cho thứ xung lực, tức là repulsion, của tâm đối với cảnh khó chịu. Dùng chữ phấn như trong câu bất phấn, bất khải, bất vĩ, bất phát. Có nghĩa là không phấn phát thì không hiểu ra, chẳng tức chẳng nảy ra. Không nên hiểu họ phấn nghĩa là phẫn nộ. Họ phấn, patigasam, patyuttam, chỉ cho thuộc tánh sân, thuộc về hành quẩn. Tâm sân không phải là tâm quả. Quan niệm thông thường là tâm sân sanh khởi do gặp cảnh trái ý nghịch lòng, do vậy là đặc trưng của đau khổ, và vì thế là quả do nghiệp bất thiện trong quá khứ. Thắng pháp Abhidhamma nêu rõ những tâm bất thiện là tâm tạo nghiệp, chứ không phải là tâm quả do nghiệp sanh. Phải nhớ rõ điểm này, tâm sân là thái độ xử lý trước nghịch cảnh. Phần lớn nghịch cảnh là quả của nghiệp quá khứ, nhưng tâm sân không sanh lên do nghiệp. Ngữ và nghĩa. Chữ đô sa dịch là sân, ở đây được hiểu theo cách nói vĩ mô, có nghĩa là bao gồm tất cả những phản ứng khó chịu, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, từ thô đến tế. Đôi khi được một số các vị giảng sư dùng câu này để diễn tả tâm sân là trạng thái tâm muốn hủy diệt đối tượng. Cần được hiểu là không muốn sự hiện hữu tiếp diễn của cảnh khó chịu có thể rất vi tế.
nên cẩn thận, không có tà kiến trong tâm sân. Nhiều người nghĩ là đa số tội ác làm nên như chiến tranh, sát hại sinh vật thì cho thấy tâm sân đi với kiến chấp tà ác. Tà kiến luôn là một trạng thái chấp giữ, trong lúc tâm sân là trạng thái muốn hủy diệt. Ví dụ, trong các công trình xây cất thường có bộ phận demolition để đập bỏ những cái cũ, nhưng không thể nói đập đổ là xây dựng. Trong một cuộc chiến không có nghĩa chỉ có hận thù mà còn có tham vọng chấp thủ. Tuy vậy, không phải hai là một, mặc dù cùng hiện khởi. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một bà mẹ vì quá thương con nên dễ sanh tâm bực tức hay giận dữ khi thấy con làm việc không như mình muốn. Tâm sân thường là đối lực của tâm tham. Như Phật ngôn, tham muốn sanh lo âu, tham muốn sanh sầu muộn. Những điểm cần nhớ. Tâm tham là tâm khó chịu đối với cảnh. Có hai thứ tâm tham khác biệt, do hữu trợ và vô trợ. Những mệnh đề tính từ đi theo hai tâm sân nên được lưu ý. Hình ảnh minh họa. Có hai thứ tâm sân. Và tâm sân trong biểu đồ chư pháp. Xin mời quý đạo hữu vào link để xem hai hình ảnh. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là tâm tham, bài học tiếp theo sẽ là tâm si. Kinh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Sư. Dạ, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, chúng tôi đang nghe giảng âm bình Zoom đó. Không hiểu là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, âm thanh tốt các bạn. Dạ, bạn. Hy vọng rằng quý Phật tử đang nghe bên phòng pháp nghe được tốt. Cái bạch chưa tôi biết và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp theo bài nói chuyện về tâm bất thiện. Tôi biết chúng ta nói về tâm tham, và tuần này thì chúng ta đề cập đến tâm sân. Cũng giống như là trường hợp thắng phạt, để nói chung tất cả những trạng thái có chuyện không có hài lòng với cảnh. Một cái cách hiểu mà dễ nhất là khi cảnh hiện ra, nếu cảnh tốt và chúng ta bám víu thì sự bám víu là tham. Còn nếu mà cái cảnh khó chịu mà chúng ta từ chối, chúng ta tìm cách chống chế lại cái khó chịu, cái đó là sân. Và sân nó chỉ đơn thuần là
một cái trạng thái khó chịu. Ví dụ như trong tháng pháp, những cái thuộc cánh có thể liên với sân như là tật, tức là đố kỵ, là người sự bóng sẻ, hối là hối tiếc, thì nó cũng là, nó cũng thuộc về sân. Và sân nó là một cái trạng thái bao gồm tất cả những tâm gì, và ở trong đó có cái sự khó chịu. Ví dụ như mình sợ ma cũng là sân, lo lắng cũng là sân, phẫn nộ dĩ nhiên là sân rồi, phẫn ý cũng là sân. Như vậy sân là một từ cần phải hiểu rất là rộng. Chứ là khi nhắc đi nhắc lại điều này mà quý Phật tử có lẽ thường nghe là ở trong những cái định nghĩa về pháp này, thì thưa quý vị, có những từ vựng mà ở bên ngoài hiểu nó gần giống nhưng mà nó không hẳn như đúng như cái hiểu của Phật. Người thường lấy ví dụ chữ đa nát là bố thí. Người đời nó bố thí là cái gì rất là như là nói anh rất là bố thí cho anh ta, nghe rất là nặng. Dạ, nghe rất là nặng. Nhưng mà chữ bố thí trong đạo Phật, chữ đa nát đó, là chỉ cho là sự cúng dường, sự hiến tặng, sự ban bố, sự cho nhiều thứ. Chứ không phải là bố thí nghĩa là người người giàu cho người nghèo hay cho gã xin người là bố thí. Cái chữ tham của vậy mà chữ sân của vậy. Không có nên hiểu sân là nổi giận, giống như nổi sân lên hay sân là bất bình. Cái chữ sân đó nó chỉ là đơn thuần có nghĩa là trái ý nghịch luật, và dĩ nhiên là nó thể hiện là rất nhiều hình thức. Như chúng tôi nói là lo lắng, sợ hãi hay là đố kỵ hay là phẫn nộ, tất cả đều có sân ở trong đó. Bây giờ thì ngày hôm nay khi mà chúng ta học vào công sân tu thắng pháp rồi, thì chúng ta nên nhớ một điều rằng ở trong tất cả các loại tâm khi mà diễn tả và bằng những cái mệnh đề tính cực, ví dụ như mình nói là tâm tham, thọ hỷ, học tà, vô trợ, thì thọ hỷ, học tà, vô trợ, ba cái mệnh đề tính từ đó nó đều là những cái yếu tố để tạo nên sự khác biệt của tám loại tâm. Ví dụ có tâm thọ hỷ cũng chỉ có tâm tà, có tâm học tà, có tâm ly tà, có tâm hữu trợ, thì có tâm vô trợ. Nhưng mà đặc biệt riêng với trường hợp của tâm sân thì không có như vậy. Ở tâm sân thì cũng có ba mệnh đề tính từ, nhưng mà chỉ có một mệnh đề sau cùng là hữu trợ và vô trợ là tạo nên khác biệt giữa hai tâm sân. Còn hai phía đầu là thọ ưu, hợp phấn, thì dù tâm sân nào cũng là thọ ưu hợp phấn tất cả. Thì như vậy tại sao chúng ta phải nêu lên? Thì thưa quý vị, về điểm này đó, nó có hai cái lý do. Một là trên phương diện pháp mà chúng ta cần phải nói rõ, hay là trên phương diện ngôn ngữ. Trên phương diện pháp thì thọ ưu đó là một thứ cảm thọ, chỉ cho cái sự phiền muộn. Mặc dù nó thuộc về thọ quẩn, và nếu vì nào mai mốt chúng ta học về thuộc tánh của tâm, học về tâm sở, thuộc tánh tâm, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thuộc tánh thọ như là khổ lạc ưu hỷ xả đó,
nó thì thuộc về cái loại đại tha, không có thiện thì bất thiện. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều không có thọ ưu. Và theo thắng pháp thì chỉ có những chúng sinh trong sáu con trời dục giới của người và bốn ác thú là có thọ ưu. Nhưng mà những chúng sinh sinh trong cõi sắc giới, chư thiên sắc giới, phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới thì không có tâm sân, mặc dù có tâm tham và tâm si. Vì lý do là các vị sanh ra bằng cái tâm thiền, cái kiềm thức của bằng tâm thiền, và đời sống hàng ngày cái hy lạc của thiền định nó không có. Nói theo người ngôn ngữ người Việt Nam là hôm nay không có cửa, không có cửa cho tâm sân, hay là cái khác không có cửa cho thọ ưu, do đó tâm sân không có mặt ở cõi trời ưu vọng, ở cõi sắc giới, vô sắc giới. Thế thì cho dù trong dưới tầng hệ tướng ưng nghĩa phấn, có nhiều vị giảng sư đó thì giảng rằng chữ này là chữ hậu phẫn. Đại chúng ta nghe chữ phẫn nhiều, phẫn là phẫn nộ, đi chung với phẫn nộ. Chú đây thời gian đi học hoàn hạnh có ở chùa giảng đường xử lý về tự sự về Đông Bắc, thì nếu chúng tôi có nêu câu hỏi này với ngài là chúng ta gọi phẫn thì như là căm phẫn hay là phẫn quốc hay là phẫn nộ thì nó mang nghĩa khác. Thì chỉ có phẫn cũng đọc âm phẫn đó, nhưng mà cũng chữ đó là đọc âm phẫn thì nó không có nhầm ở tại đây, mà chúng ta phải đọc là phẫn. Chữ phẫn này thì chỉ là một thứ xung lực của tâm, ví dụ chúng ta nói là phấn khích hay là phấn chấn. Dạ, phấn khích hay phấn chấn, chữ phấn là một chữ xung lực. Thứ gì phấn á, hậu phấn á, tức là ở trong các cái tâm sở hay thuộc tánh tâm, nó thuộc hành quấn, nó thuộc về thuộc tánh sân. Vì cái này chúng ta phải lưu ý. Tương ưng với hận
Thì thưa quý vị, chúng tôi đã nói ở đây thì quý vị Phật tử cũng hoan nghị là chúng tôi là học trò của Hòa Thượng Minh Châu, và chúng tôi suốt đời thương kính Hòa Thượng như một bậc thầy. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà tất cả những cái gì từ vườn qua thực dịch đó thì chúng tôi đều sử dụng hết. Chúng tôi cũng nghĩ rằng sử dụng hết trong tất cả mọi trường hợp đối với các bậc thầy, mặc dù mình thương kính như thế nào. Thì trong trường hợp này, Hòa Thượng dịch là cái chữ tư ân với hận. Thì đối với chúng ta, chữ hận nó hơi nặng. Và không phải tất cả tâm sân đều có hận hết, mặc dù hận nó là một cái tâm sân. Thì chúng ta nên lưu ý điều đó. Chúng tôi lấy một ví dụ là quý vị đọc câu chuyện mà Tôn giả Ananda trước sự ra đi của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch thì Tôn giả Ananda buồn. Cái buồn đó trong thắng pháp là tâm sân, nhưng mà ở đó không có nghĩa gì là hận hết, chỉ hận vô đó không có. Phẫn nộ cũng có trong đó, và bất hận cũng khác gì là ác ý. Thật ra ác ý thì tự yêu yêu trong tiếng Anh, thì chữ ác ý chứ tại đây nó cũng không có ở trong tiếng Việt, nó cũng không lột được hết cái chữ patika. Patika là một thứ xung lực. Như hồi nãy chúng tôi nói là tập tham là sự dính mắc đối với cảnh, mà tâm sân đó là cái sự chống đối từ chối cảnh. Thì ở đây nó là một thứ repulsion hay là aversion trong tiếng Anh, nói theo tiếng Anh chứ nó không phải là một cái trạng thái mà phẫn nộ hay là ác ý hay là hận thù. Chúng ta không có nên hiểu là tại đây, mà chúng ta chỉ hiểu là trạng thái không có trạng thái nảy ra. Như trường hợp khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thấy mẹ cho các em ăn cơm thì nít mà nó biểu tỏ cái bản năng thể cái gì thích ấy, thì nhai rồi nuốt rất nhanh, mà cái gì mà không thích rồi thì đẩy ra không chịu nuốt, vào thậm chí khi mẹ phải đánh không chịu nuốt. Thì cái mà chúng ta gọi là chúng ta gọi là tâm sân ấy, cũng tương tự như vậy. Có vị đọc phát hiện ở bên Kho Thóc á, tác dụng chúng tôi vài chuyện là quý vị có còn nghe tốt không? Dạ, âm thanh tốt rồi. Âm thanh tốt hả sư? Dạ. Dạ, tốt quá. Nghe được hay không? Nếu quý Phật tử nghe được, quý vị hoàn nghĩ cho chúng tôi biết một phần chữ gia đình nhận tốt.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói sang một cái lĩnh vực khác, mà đây là một cái ngộ nhận rất lớn, ngộ nhận rất lớn của người học Phật. Và có thể là từ cái ngộ nhận này mà chúng ta nhìn một cách rất là sai lạc về thế giới quan của Phật giáo. Sinh thì chúng ta nghĩ đó đồng nghĩa với hai chuyện là đau khổ. Đau khổ là gì? Đau khổ là cái sự thống khổ khó chịu được. Sanh đi tử biệt, khi đầu đi đám tang, mà khi người thân là một người rất là thân thương, bây giờ ra đi bệnh viện, thì thứ gì sự ra đi bệnh viện đó làm cho những người còn lại sống ở trong một cái niềm thương cảm vô hạn mà khóc. Thì chúng ta nhìn cái người đang khóc trước sanh ly tử biệt là một cái khổ, nghĩa với hai thứ là tâm phiền muộn, và đau khổ đó đồng nghĩa với quả của nghiệp. Đây là vấn đề mà chúng ta rất là dễ hiểu lầm. Thì chúng ta gom chung lại, đau khổ là phiền muộn, là phiền não, và đau khổ là quả của nghiệp. Nhưng mà trong Phật học, và nhất là trong Tấn Pháp, thì phân chia rất là rõ của ba thứ là nghiệp, quả và phiền não. Nghiệp á, là ví dụ như là chúng ta đã từng sát hại, đánh đập, hay là chúng ta từng ăn cắp, ăn trộm của ai cái gì đó, thì cái quả hiện tại đó là chúng ta bị mất mát tài sản. Hiện tại là chúng ta bị thương tích, tật nguyền, bệnh. Nhưng mà khi mà chúng ta bị những điều này đó là quả của nghiệp đó, thì do đó cái quả nghiệp nó tác động một thứ là phiền não. Phiền não tức là cái phản ứng của chúng ta đối với những thứ đó. Và ở trong Tấn Pháp nói rõ đó là quả và phiền não đó nó là hai thứ khác nhau chứ không phải giống nhau. Là chúng ta đọc trong cái luân chuyển thể là nghiệp,
quả phiền não. Ví dụ như trong 12 nhân duyên thì phiền não là vô minh, phiền não là ái, là thủ. Nhưng mà nghiệp là thành, là hữu. Và quả của nghiệp là thức, danh sắc, lục dục. Hai môn khác nhau, như cởi thức một phần của thánh pháp. Nhưng thì chỉ có như cởi là tại vì trong cái tiếng đạo á thì chúng ta quen thuộc hơn. Ở trong thánh pháp thì nói rằng cái sự sầu muộn, tức tối, đau khổ, nó là một thứ phản ứng đối với quả của nghiệp, nhưng mà nó không phải là quả của nghiệp. Khi mà chúng ta học về các cái tâm vô nhân hay là tâm vô căn mà chúng tôi nói đó, trước đây thì chúng tôi có thỉnh sư luật tự siêu để giảng là tại sao mà kết quả của trong bất thiện chỉ có 7 thôi, là 5 cái ngũ quan biết cảnh bất thiện, biết cảnh xấu, như là mắt thấy cảnh thấy là xấu, tai nghe tiếng xấu, mũi nghe nếm mùi thối, vị nếm vị không ngon, thân xúc chạm những cái không êm ải. Trong tiếp nhận và trong quan sát thì tất cả 7 tâm này nó đều là quả của nghiệp, nhưng mà nó rất là nhỏ bé so với cái quả của thiện nghiệp. Tuy là như vậy nhưng mà nó lại là một cái minh họa, nó họa khắc cho toàn bộ sự đau khổ, sự cảm nhận đau khổ bằng tâm thức của chúng sanh trong đời. Tại sao điều này có một ý nghĩa lớn? Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng phiền muộn, sầu khổ là quả của nghiệp, thì chúng ta cũng phải nói luôn rằng tâm sân cũng là quả của nghiệp. Và nếu ta tâm sân quả của nghiệp thì chúng ta có thể kèm được, chúng ta có thể dặn được, và chúng ta phải chạy theo nó thôi. Nhưng bởi vì nó là một thái độ buồn như thế nào, bực như thế nào, giận như thế nào, thì nó tùy thuộc vào cái cách xử lý hiện tại của mình. Vì vậy điều mà chúng tôi muốn nói tại đây trong bài học đặc biệt riêng về tâm sân là chúng ta nhớ rằng cái gọi là đau khổ mà chúng ta thường quan niệm thì đó là một cái sự trộn lẫn giữa kết quả của nghiệp sống và cái phản ứng đối với quả kiếp sống. Nhưng mà theo trong thắng pháp ấy, thì cái phản ứng hay là xử lý với quả kiếp sống ấy, nó không phải là quả kiếp sống, nó chỉ là sự phản ứng trong hiện tại. Thì cái gốc bắt này là cái mà đòi hỏi chúng ta hiểu cái chữ Yonisomanasikara gọi là khéo tác ý. Khi Đức Phật hỏi về Buddha, vì chứ nếu không sang xứ Sudaparanta mà những người ở đó họ chửi con thì con nghĩ sao? Thì người trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ kể ra họ còn tốt, họ mới chửi con chứ họ chưa có đánh con. Thì chứ vì chúng ta không có nghĩ như vậy đâu.
Chúng ta thường ít khi nghĩ như vậy. Tại sao vậy? Mình đi vào chùa hay đi một nơi nào đó mà có người họ gặp mình, bình thường họ chào hỏi, bữa nay họ giận họ không có chào mình, họ gặp họ nhìn mình một ánh mắt lạnh lùng, thì cái nhìn thường của chúng ta đó là mình nghĩ rằng người này khi dễ mình, gặp mình mà không chịu chào, gặp mình mà lạnh lùng, gặp mình mà im lặng. Nhưng mà nếu trong cái nhìn của ngài Buddha thì nếu người ta đối xử với mình như vậy thì mình nên suy nghĩ rằng chắc họ giận chuyện gì lớn lắm, mà lại chắc họ gặp họ chửi mình đó. Nhưng mà họ không chửi mình mà họ còn, họ chỉ tới mắt họ nhìn mình mà họ nín hình, thì cái đó không còn tốt. Nói cái đó nên chuyện chúng ta đã nói cũng như không, nhưng mà thực hiện nó là như vậy. Thì như vậy đó là cũng với cái chuyện mà người ta gặp mình họ lạnh lùng không dám nói, nhưng mà chúng ta có hai sự lựa chọn để phản ứng. Một sự lựa chọn là chúng ta nghĩ rằng họ khi dễ mình, họ gặp mình họ không thèm chào, họ gặp mình họ im lặng, đó là họ khi dễ mình. Hoặc giả là mình nghĩ ngược lại đó là nghĩ là không còn tốt, lẽ ra bực bội đến mức độ nào đó rồi họ còn chửi mình, nhưng mà họ không chửi mình, họ chỉ họ chỉ im lặng thôi. Như vậy học không tốt. Về điều này đó thì chúng ta ít khi có phân biệt lắm. Rất nhiều khi chúng ta phân biệt chúng, chúng ta có sự nhập nhằng, có sự pha trộn giữa cái quả xấu và cái phản ứng đối với quả xấu. Và đây là vấn đề. Dạ, đây là vấn đề. Bởi vì ở trong kết nối đại loại thì khi mà mình nhắc đến chuyện đau khổ, thứ vì thì Đức Phật dạy là cái nào là khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bị khử não là khổ, chấp thủ nông bụng là khổ. Đó là chúng ta nói chung. Nhưng mà trong cách nói vĩ mô thì thứ gì ở trong những cái khổ mà Đức Phật nêu ra thì nó bao gồm cả hai thứ, là quả của nghiệp và cái trự tính bất toàn của cuộc sống, đồng thời kéo theo cả cái phản ứng của chúng ta đối với những cái bất toàn, đối với nghịch cảnh. Thí dụ thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được, vậy thưa quý vị, điều đó đó nói theo Abhidhamma, nói theo thánh pháp thì nó bao gồm cả cái quả bất thiện, cả cái trừ tránh bất toàn và cả cái phản ứng đối với điều đó. Cái đó không đơn thuần chỉ là quả của nghiệp quá khứ. Ví dụ như là mình sinh ra đời mà mình có rất là thương một người nào đó, như là chúng ta thường coi nghe cảnh đương ấy, ở miền quê có chuyện rất thêu, đó là thanh niên nam nữ lớn lên thì con trai con gái ở cái tuổi mà vậy thì ở cái tuổi 16, 17, 18 tuổi thì quen nhau, cùng đi học, cùng ở sống, dễ thương nhau. Nhưng mà rất thường là cái xã hội đó họ quan niệm rằng người con gái mà 16, 17 tuổi đi lấy chồng thì là hợp lý, nhưng con trai mà 16, 17 tuổi mà lấy vợ là chưa đủ sức lo cho vợ,
Dạ, 16 vị đuổi thật ra ở quê nó có nhiều khờ khờ lắm. Vì vậy một cái chuyện mà xảy ra rất nhiều ở nông thôn, đó là thương nhau mà không được lấy nhau. Nó tạo ra không biết bao nhiêu cái bi kịch, và những bi kịch đó được thể hiện qua những thùng cải lương, những kịch nghệ ở Việt Nam. Cái chất gọi là bi kịch nó có rất nhiều. Rất hiểu đơn giản thôi là như ở tại Mỹ thì nam và nữ họ lấy nhau rất là trẻ, và có thể hôm đó hôm 6 tuổi thì lúc thứ một là họ độc lập, hai là họ đã có được cái cơ sở kinh tế tương đối tốt. Nhưng ở Việt Nam khi mà người phụ nữ mà lấy chồng mà ở tuổi 16, 17 tuổi thì quý vị thường là ít có khi là lấy được người bình thường lắm. Cái người cùng trang lứa không có, mà phải lấy những người đôi khi họ hơn mình 7, 8 tuổi, 25, 26 tuổi. Tại vì đàn ông 25, 26 tuổi là có sự nghiệp rồi, còn kể là cũng khá rồi đó. Có khi tới 30 tuổi mới có sự nghiệp. Và ngày xưa có những người 30 tuổi lấy người vợ khoảng 16 tuổi thôi. Thật ra thường là thương phải xa, ghét phải gần. Thì khi mà Đức Phật kể dạy một cái khổ trong khổ đế đó, thì rất chất là chúng ta thấy không hẳn là cái quả của mình, mà nó là một cái hiện tượng bất toàn của đời sống. Hiện tượng bất toàn đó là gì? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thì sinh, già, bệnh, chết nó có một phần chi phối về cái quả. Ví dụ như có người bệnh nhiều, có người bệnh ít, có người bệnh ung thư, có người bị què quặt, có người sanh ra thì nhẹ nhàng, có người sanh ra thì nặng nề, khó sanh, bị khổ cái bào thai của mẹ. Có người già thì đẹp lão, có người già trở nên xấu xí già nua, có người chết nhẹ nhàng, người chết nặng nề, cái đó có. Nhưng bên cạnh chi phối của nghiệp thì chúng ta cũng phải nhận rằng nó là một cái hiện tượng tự nhiên của đời sống. Con người sanh ra thì phải đi qua sanh già bệnh chết, không thể không có qua những giai đoạn đó. Và dĩ nhiên có những người chết bất đắc kỳ tử, họ không có già đó, nhưng mà đa phần là phải có lớn tuổi thì trải qua sanh già bệnh chết. Thì cái đó một phần là quả của nghiệp nó chi phối, ví dụ người bệnh nhiều, người bệnh ít. Nhưng mà rồi ở trong đó nó cũng có cái hiện tượng người tự nhiên, cái bản chất tự nhiên là hãy sanh làm người thì sống nhiều lắm, trên dưới 100 tuổi. Sanh làm người thì gặp gió, gặp sương, gặp nắng, gặp mưa thì bị bệnh, rồi chúng ta phải chết. Thì như vậy cái gọi là đau khổ ở trong tư thế và cũng như cái đau khổ ở trong cuộc sống hàng ngày, nó không hẳn lúc nào cũng là quả của nghiệp, mà nó có thể là hiện tượng tự nhiên. Và nó kèm theo đó là cái phản ứng đối với điều đối với quả nghiệp, và đối với sự bất toàn của đời sống. Cái phản ứng đó là lúc mình già mình khổ, mình bệnh mình khổ, lúc mà mình sắp chết mình khổ. Và cái gì quan trị chơi chúng tôi một chút. Trở đi, tại sao chúng ta phải phân biệt giữa cái quả của nghiệp và cái không phải là quả của nghiệp? Khi mà quả của nghiệp á, thì chúng ta trở thành một cái gì mà không có, chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như tôn giả Asachi là vị A-la-hán, nhưng lúc cái sắp phiên định thì ngài phải chịu đựng cái nỗi đau thống khổ của thân bệnh. Thì thứ vì cái khổ của thân bệnh đó, cái khổ đó nó không nhất thiết là sân, là thọ ưu. Trong trường hợp đối với A-la-hán, nếu mà của chúng ta
và các vị thánh đệ tử cũng có cảm giác thọ phụ của thân, nhưng mà các ngài không có cái thọ ưu, tức là cái sân độc. Thì ở đây tại sao mà trong thánh pháp đặc biệt dùng chữ Domanassa, sa hai cái tật Domanassa tức là sự ưu vi, sự phiền muộn. Cái phiền muộn đó không có ở Đức Phật và chư vị A-la-hán. Khi các ngài nhận thức được rằng nó là vậy, bản chất nó là vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình đọc bộ đồ đẹp mà tự nhiên có ai tạt nước vào trong người mình, mình đâm ra mình nổi quần dặn lên. Tại vì sao vậy? Tại mưa mà cuộc sống là như vậy, nhưng mà trận mưa không có dùng thì nữa chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta dùng cái đó để tạm thí dụ cho một vị Phật pháp thì phân rất là rõ là một vị A-la-hán hay lục vị A-la-hán, dĩ nhiên là tất cả chư vị độc giác, toàn giác, thanh văn giác đều không có thọ ưu, không có tâm sân, tức là không có thái độ xử lý bực bội, phiền muộn đối với cảnh. Và nếu trong cuộc sống này mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm sân là do cái quả của nghiệp thì nó có vấn đề không? Có vấn đề lớn lắm. Dạ. Ví dụ như mình nói rằng tôi không phải là người xấu, nhưng mà tại vì người ta bắt hại tôi, người ta bức bách tôi, tại là tôi phải dùng cái lời thoá mạ, tôi phải phản ứng mạnh. Trong thời gian này thì thứ gì người ta có cái hiện tượng, cái hiện tượng này nó xảy ra nhiều nơi, là có một số người họ không mang khẩu trang, họ đi vào các cửa tiệm hay lên xe bus, bị những người ở trong tiệm hay là tài xế nhắc nhở là phải mang khẩu trang, thì những người này chẳng những không đồng ý mà còn tức tối, còn đánh lại, còn đâm vật dao hay bắn một súng. Thì thứ vì tòa án cũng như chính phủ là ghi nhận ra ở trong thời kỳ bệnh dịch đó, thì người ta có rất nhiều trường hợp là cái tâm thần suy nhược, họ không làm chủ, họ trở nên rất là cực đoan. Mà thưa quý vị, hiện nay chúng tôi sống ở Mỹ thì người ta cũng có một cái trạng thái tâm thức là denial, tức là tâm thức chối bỏ. Dạ, chối bỏ là chối bỏ về bệnh dịch. Thì cái sự chối bỏ bệnh dịch theo các nhà tâm lý học là một cái hệ quả của một cái
thời gian dài, 5-6 tháng. Cái sự hiểu rõ rằng là nghịch cảnh có thể là do tự nhiên, như là trời nóng, trời lạnh, nếu quý vị sống hy sinh, mà cũng có thể là do quả của nghiệp quá khứ. Do mình bị quả nghiệp quá khứ, thành giờ này mình phải đi lạc giữa sa mạc trên đó. Nổ khí, nổi giận đó, thì cái đó không nên gọi là quả quá khứ. Đây là điểm rất là tế nhị, chứ quý vị. Ví dụ quý vị vào cái biểu đồ của chi pháp, chi pháp thì quý vị sẽ thấy như vậy. Ở đây đó là 12 tâm bất thiện. Ở đây đó là nếm mùi thối, lưỡi nếm vị dở, thân cảm xúc khó chịu, tâm chứng nhận quan sát cũng khó chịu, đó là quả của nghiệp. Và bảy tâm quả này nó được tạo ra bởi 12 tâm bất thiện này. Cái lý do mà đạo Phật dạy chúng ta không có cái sức mạnh của ý chí thì tất cả cuộc sống chúng ta được quyết định bởi quá khứ. Như con ta nói là nhất ảm nhất trác, gia do tiền định hay gia do thiên định. Và nếu tất cả những cái tham sân si, cái thiện ác của chúng ta đều là quả của quá khứ đó, thì hầu như chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta chỉ là một cái thành phẩm. Cuộc sống đó là một chuyện đã rồi. Giống như cái chuyện người ta gọi là an bài, và đã là an bài thì không nên có được cái sự lựa chọn ở trong phản mình, hoặc là bực bội hoặc là bình thản. Và cái trạng thái bực bội và bình thản đó, cái sân và không sân đó, nó là cái thái độ xử lý đối với cảnh,
nó không phải là kết quả của nghiệp quá khứ. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu tất cả mà được quyết định bởi quá khứ hay quyết định bởi một thượng đế thì Như Lai nói rằng cái sự tinh tấn nỗ lực hiện tại không có giá trị. Tại sao sự tu có giá trị? Sự tu có giá trị hiện tại bởi vì nó không phải là nghiệp quá khứ. Đừng nói rằng tôi đi sát sanh là do cái nghiệp quá khứ đã định như vậy tôi phải là người sát sanh. Đừng nói rằng tôi đi giết người là cái nghiệp quá khứ đã chi phối làm tôi giết người. Và về điểm này đó là điểm mà tôi thấy trong Phật Pháp và đặc biệt trong Thất Pháp công việc rất rõ. Bởi đau khổ thì nó bao gồm cả cái nghịch cảnh là sự bẩn phiền muộn thì đau khổ, nhưng mà cái thái độ phiền muộn hay sân tâm không phải là quả của nghiệp. Mặc dù đau khổ nó bao gồm cả sự phiền muộn, khổ ăn nó bao gồm cả nghịch cảnh và cái phản ứng với nghịch cảnh, nhưng mà trong nghịch cảnh phản ứng nghịch cảnh ấy, thì nó rất là rối rắm, là nó là cái nhân quả trùng lẫn với nhau. Và bây giờ chúng ta bước qua một cái điểm khác mà chúng tôi phải nói thêm mà tại đây, mặc dù chúng ta học trong Thắng Pháp thì hai tâm sân không có tài kiến trong đó, và đặc biệt là theo Thắng Pháp thì tài kiến chỉ có trong lòng tham mà thôi. Thì điều này thứ gì điều này đó nó đi ngược lại với cái nhìn bình thường. Tại sao đi ngược cái nhìn bình thường? Là những cái người mà tạo nên những cái tội ác của nhân loại như là Stalin hay là Mao Trạch Đông, Hitler v.v. Như Hitler giết cả bao nhiêu triệu người Do Thái, như Pol Pot giết bao nhiêu người Campuchia. Nhưng mà Thắng Pháp với Tham Ma thì không có, không nói như vậy. Và chính vì điểm này tại sao ta cần phải học Thắng Pháp? Chính vì điểm này tại sao Thắng Pháp nói đến tâm thuộc tánh của tâm? Tại vì sao vậy? Tại vì nó phải rõ rằng, chúng ta nói lấy ví dụ như tà kiến là sự chấp thủ, là sự bám víu. Thì cái chấp thủ bám víu của tà kiến nó chỉ có ở trong tâm tham là chấp thủ bám víu. Trong lúc đó thì tâm sân nó đi, tâm sân thì cái trạng thái của sân là gì? Là dậy nảy từ chối, chống đối, muốn hủy diệt cái cảnh, muốn cái cảnh nó tan biến đi. Thật ra cái tâm mà nảy ra khó chịu, không chấp nhận đối với cảnh đó thì nó lại không có đi với chung với sự bám víu của tà kiến. Nên là cái tối rất là vĩ mô, cái tối rất là tế nhị. Và cái tối rất là tế nhị. Chúng tôi có dùng một cái ví dụ là ở trong các cái công ty mà xây các thường là họ có một cái bộ phận
là demolition. Demolish một cái building, ví dụ họ xây dựng cái mới, họ phải demolish, đập. Thì cái bộ phận này chỉ muốn đập phá cái cũ. Thì nó tuy là một cái bộ phận nằm ở trong một công ty xây dựng, dạ, ở trong công ty xây dựng có đập phá, nhưng mà đập phá và xây dựng là hai cái bộ phận khác nhau, hai trạng thái khác nhau, mặc dù nó cùng nằm trong một công ty. Nói như vậy, hy vọng quý vị có thể nhận ra rằng ở trong một cái hành động chiến tranh thì nó không đơn thuần chỉ có tâm sân mà thôi. Chiến tranh trong nó có tham vọng, nó có kiến chấp, nó có cái sự chấp thủ, mà đồng thời nó cũng có một cái sự thù hận. Chấp thủ là chấp thủ cái tham vọng, chấp thủ cái quan niệm mình, và thù hận là muốn tiêu diệt kẻ thù, và những thứ nó trộn lẫn với nhau. Nhưng trong thánh pháp thì chúng ta phải phân biệt, dạ, chúng ta phải phân biệt, chứ không nên là nghĩ rằng tâm tham đi tài kiến được, tâm sân phải đi với tài kiến. Thì quý vị thấy như vậy là cái tham vọng chấp thủ đó, cái sự chấp thủ đó, nó, xin lỗi quý vị, nó luôn luôn đi với tài kiến. Tài kiến là cái gì mình núm níu, trạng thái này nó chỉ có tâm tập sân, mà hai cái này á nó không có compatible, nó không có tương đồng với nhau, nó không thể nào tương hợp với nhau thực tập được. Tại sao ở trong tâm pháp gọi là tâm sân phải đi với tài kiến, cũng như là bài học trước mà chúng ta học về tâm tham, tám tâm tham, thì hệ tâm nào mà có tài kiến thì không có ngã mạn, có ngã mạn cũng tài kiến, mặc dù chúng ta dùng chữ chấp ngã hay là ngã chấp thì ta nghĩ là có vừa là ngã mạng vừa là tại không, cái mạng mà bị đề cập đó là sự so sánh giữa trái cam và trái táo, nó không phải là cái sự so sánh đó, nó không phải là một cái phán quyết, nó không phải là một sự phán quyết và cái này đúng cái này sai, cái này phải thế này, cái này phải thế kia. Từ cái sự so sánh và sự phán quyết nó khác nhau. Chúng ta đang nói cái gì rất là vĩ mô. Thật ra những cái việc đó khi học mà thắng pháp ông Tâm Ma thì rất là thú vị và rất là thú vị. Thứ gì trong phần cái những điểm cần, những cái khái niệm quen thuộc đó, thì chúng tôi muốn nhắc đến một điều rằng mặc dù chúng ta có 8 tâm tham mà chỉ có 2 tâm sân thôi, nhưng mà trong thắng pháp đó, thì vẫn đi chơi chúng tôi một chút. Để xin lỗi quý vị, hồi nãy chúng tôi quên xóa đi cái gì, chúng tôi không xóa được hai cái này. Thứ gì, mặc dù tâm tham có 8, tâm sân có 2, xem có vẻ có tương ứng với nhau, nhưng mà trong đời sống hàng ngày vậy, thì tham và sân nó giống như một cái đối trọng với nhau. Chúng tôi chỉ đối trọng với nhau, tức là giống như cái kim đồng hồ, thì nó đánh về phía bên trái, phải thì đánh phía bên trái. Đó là cái hiện tượng tâm lý. Như Đức Phật nói rằng ham muốn sanh lo âu, ham muốn sanh sầu muộn, thì không
từ chối. Nhưng mà thưa vị, cái bám víu và cái bất bình, cái không thích thú đối với cảnh đó, nó lại là một cái hiện tượng đối trọng như là cái chiếc đồng hồ bên này và bên kia. Chúng ta có cái đồng hồ quá lắc, hãy nó đưa bên phải bao nhiêu thì đưa bên trái bao nhiêu. Đây là một cái bài học rất là quan trọng, là cái nào mà mình càng thích ấy, thì khi nó mất mát thì mình càng khổ. Nhưng mà mẹ có thương đứa con, do thương đứa con thì có nhiều kỳ vọng, và do vậy khi mà đứa con có vấn đề gì thì mình khổ hơn cả có vấn đề. Để chúng ta nên hiểu cái sự tương quan giữa tâm tham và tâm sân như vậy. Thì thưa quý vị, trước khi mà kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng tôi nhắc vị Phật tử khi học về Tạng Pháp, có nghe được không vậy? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, có rất nhiều âm thanh. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi nói trở lại là vì môn Tam Pháp Abhidhamma mới được giới thiệu vào ngôn ngữ Việt Nam mình cách đây khoảng 60 năm, từ lúc mà Tịnh Sự trở về nước Việt Nam tới bây giờ. Và do vậy trong cách đó, thì chúng ta có nhiều thứ chưa có ổn lắm. Chúng tôi gọi là chưa có ổn lắm là ví dụ như quý vị rất là dễ lầm khi mà chúng ta không nói rõ về cái nhóm tâm và cái tâm. Ví dụ mà nói nhóm tâm á, thì như là tâm nhóm hiệp thế, nhóm siêu thế, nhóm dục giới, nhóm sắc giới, nhóm vô sắc giới, nhóm siêu thế, nhóm bất thiệt, nhóm vô nhân, nhóm tình ảo. Mà cái nào chúng ta cũng ngừng giữ tâm hết. Thật ra tâm sân cũng gọi là tâm sân, mà tâm sân cũng là tâm bất thiện, mà cũng thiện và thuộc về nằm ở trong cái một cái phần lớn hơn, đó là tâm dục giới hay tâm hiệp thế chẳng hạn. Thì cái phân ra gọi là nhóm và cái số ít và số nhiều đó, thì chúng ta không có trong tiếng Việt và chúng ta không có trong cách nói. Tại sao quý vị có nhiều khi mới học á, nghe nói tại sao cái đây có khi gọi là tâm bất thiện, mà có khi gọi là tâm sân, có khi gọi là tâm dục giới, khi gọi là nằm trong tâm hiệp thế. Nhưng mà kỳ thật thì đó là tại vì cái tối của chúng ta đó, nó không có rõ giữa cái số ít và số nhiều, giữa cái đơn lẻ và cái phân nhóm, ra chúng ta dễ lầm lẫn. Và điều thứ hai mà chúng ta cũng nên nhận ra rằng khi mà chúng ta học
em thì trong cái ngôn ngữ của tiếng Việt chúng ta đó, kể cả trường thức ở bên ngoài, cái cách nói mà của chữ Hán và chữ Nôm cũng dùng chữ đó nhưng chúng ta hiểu khác nhau. Quý vị nào mà đọc sắc dịch của ông Đoàn Trung Còn, thí dụ như Đức Phật nói về ông Xá Lợi Phất lấy lòng khoái chí mà bạch rằng, thì cái chữ khoái chí đó là ở cái thời nào đó trong chữ, mà ngày hôm nay trong chữ Hán chữ khoái chí nó là chữ đẹp, chữ nho nhã chứ, nhưng mà trong tiếng Việt cái chữ khoái chí thì nghe nó không có nho nhã nghe nó không có nho nhã chữ khoái chí mà nghe nó như một chữ hứng chí hay là thích thú mà nói một cách rất là thô, từ khoái chí. Nhưng mà trong chữ Hán chữ khoái chí nó là chữ đẹp chứ không phải là cái chữ giống như chữ thô, giống như chữ chúng ta. Thật ra ngay cả cách hiểu trong cái chữ Hán và chữ Việt, chữ và chữ Nôm của chúng ta đôi khi nó cũng có hiểu cách mà bây giờ cùng một chữ. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta học đó, chúng ta nên đặc biệt rất là cẩn thận. Nếu mà một người bình thường mà ví dụ quý vị nói chuyện với một vị sư, mà vị sư nghe chuyện đó vị sư không có hài lòng, nói rằng ô cái chuyện đó không được, thì mà ra bên ngoài nói ô sư đó nghe nói về nổi sân, nổi sân thì chúng ta nhĩ sân là phải giận, mà nổi sân có nghĩa là đùng đùng giận dữ hay là biểu lộ ra bên ngoài, thì cái nhĩ sân ở đây nó có nghĩa như vậy. Mình phải rất là cẩn thận về phương diện ngôn ngữ và rải rác xuyên suốt trong giáo trình này đó, thì quý vị sẽ nghe không phải một lần mà rất là nhiều lần, rất nhiều lần. Và chúng ta phải minh định lại, phải minh định lại cái nghĩa của ngữ và nghĩa. Tại sao ngữ và nghĩa trong cái bài học này quan trọng, trong môn sáng pháp quan trọng? Tại vì nếu chúng ta dùng cái hiểu qua cái ngôn ngữ hàng ngày đó mà chúng ta hiểu sáng pháp coi chừng, và coi chừng chúng ta bị rơi vào cái bẫy, bị rơi vào cái trường học cổ nhân, rất là tai hại. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây về hai cái tâm sân. Và bậc thượng tọa Từ Siêu xin hỏi là thượng tọa Từ Siêu nghe được không, nếu thượng tọa Từ Siêu đang ở trước máy, xin thượng tọa nói cho vài điều trong bài học ngày hôm nay trước khi chúng ta bước qua phần thảo luận. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thưa quý vị, dường như thượng tọa Từ Siêu không có ở trước máy. Thượng tọa Pháp Đăng nghe, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời trước khi xong cái câu thảo luận. Thượng tọa Pháp Tinh, thượng tọa Tinh có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tinh nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tinh hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận, kính thỉnh thượng tọa. Xin đi qua nghỉ buông mic kia. Dạ, Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Giác Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuyên Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tử, Tử Trí Sư Niệm Phật của Chư Tăng. Kính chào cô chủ nữ và kính chào quý thiền hành nữ. Để tiếp theo lời của Thượng tọa Giác Đăng thì tôi xin được chia sẻ vài lời nay trong cái bài học hôm nay. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe thượng tọa Giác Đăng nói về hai cái tâm sân. Thì thật sự ra thì cái thuộc tính của tâm sân nó là
do cái cử chỉ hành động đó thì người ta nhận biết là tâm sân. Nhưng khi đợi thì cái tâm sân nó tiềm ẩn những chuyện gì mà với cái nội tâm của chúng ta mà nó không hài lòng với một cái cảnh gì đó thì rõ ràng đó cũng là một tâm sân. Cho nên là sân tâm thì thường sân khởi lên đến tâm sân thì trong thuyết pháp có hai cái loại tâm sân, nên là tâm sân thở ô, thở phong hỗ trợ, và tâm sân thở ô phong hỗ trợ. Có những cái tâm sân sẽ khởi lên, chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến cái tâm sân hỗ trợ thì chúng ta nhìn thấy cảnh là không cần phải suy nghĩ nhiều lần, không cần phải có ai nói tới nói lui nhiều lần là chúng ta mới sân, hoặc là chúng ta thấy người khác hành động mà chúng ta sân. Thì mà khi mà thấy là chúng ta suy nghĩ thì tự động cái tâm chúng ta có chuyện, cái đó nó không có do nghĩ nhiều lần hoặc người khác nói nhiều lần, hoặc là thấy ai đó làm một cái hành động gì đó nhiều lần tâm sân đó, là tâm sân thở mà họ không hỗ trợ, nó không có thuộc về cái yếu tố để trợ. Rồi một cái tâm sân thứ hai nữa là tâm sân thở hỗ trợ, cái này thì cái tâm sân nó có cái sự hỗ trợ của lời nói, của cái hành động. Khi mà mình thấy ai làm một cái việc gì đó, làm tới làm lui những việc đó, mà chúng ta thấy cái người đó làm tới làm lui như vậy, và họ làm mà mình không hài lòng, biết rằng cái việc làm đó theo mình thì mình cho rằng cái việc làm đó nó không đúng. Có thể là không đúng ở đây đó là không đúng theo ý mình, nhưng mà là không đúng theo sự thật, là sự thật đó là không đúng, thì chúng ta sanh cái tâm mà nghĩ ngợi nhiều lần do cái thấy cái hành động của người khác, hoặc là những cái việc đó thiệt giả thiệt hư nó ra sao chúng ta cũng không biết, nhưng mà nghe người ta nói nhiều lần, nghe người ta đồn nhiều lần, nghe người ta nói tới nói lui nhiều lần, thì cái tâm mình cũng sanh ra cái sự hoang mang, hay là cái tâm của mình cũng sanh ra cái sự bực bội. Cho nên là nói là mình đừng có, nếu cái tâm của mình chưa vững ấy, thì đừng có tiếp xúc với các cái trần cảnh. Khi mà cái trần cảnh không tốt, trần cảnh không tốt, ở đây là mình thấy cảnh không tốt. Nếu mà gặp một cái người nào mà họ có cái xấu, họ có cái tính xấu, họ thêm thắt, họ tâm học, hay là họ thêm bớt vân vân, thì chuyện không nói có, chuyện có nói không, thì mình nghe người đó nói đến nó luôn nhiều lắm, mặc dù sự thật nó không phải là đúng như vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó cũng khởi lên thì sự sân hận họ chịu, thì cái tâm thật, cái tâm sâu đó nó cũng bị hỗ trợ, mà hỗ trợ đó nó có thể là do cái lời nói. Chúng ta cũng thấy rằng ở trong cuộc đời này cũng vậy, những khi cái sự thiệt, cái sự thật nó không phải đúng như mình nghĩ, mà cứ có người cứ nay nói vậy, mai nói thế nọ, nói hoài, nói tới nói luôn,
Dạ, chúng con thỉnh thượng tòa Pháp Tân khôi lại âm thanh. Đạo tràng chúng con nghe không có được âm thanh của sư, cứ nghe lụp bụp không bạch sư. Con kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ quý vị có nghe được không ạ? À? Thì khi mà nói đến cái tâm sân ở đây đó thì có thể là chúng ta chứng kiến cái cảnh đó, chúng ta thấy người ta nói, hoặc là những việc mà chúng ta suy nghĩ nhiều lần, suy nghĩ nhiều lần rồi thì lại người ta khởi lên cái tâm sân đó. Thì cái tâm sân đó nó có thể là hỗ trợ. Cho nên khi nói đến tâm sân nó là cũng một trong những cái tâm bất thiện, nó nằm ở trong căn sân. Như vậy thì để tiếp lời theo thượng tọa Giác Đẳng thì không biết là thượng tọa đã soạn xong câu hỏi chưa. Nếu thượng tọa soạn xong câu hỏi thì tọa và nghĩ trở lại. Dạ, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sao trụ, cái trường trường tòa Pháp Tân, trường tòa Pháp Tân, trường tòa có nghe được không? Không biết trường họ có đang có mặt ở trước máy và có nghe được không? Trường tòa Tư Quyền ấy, trường tòa có nghe được không? Nếu trường tòa Tư Quyền nghe được, dạ, ôi dạ, trường tòa đang nghe được rồi, xin lỗi trường tòa Tư Quyền. Trường tòa đang có nghĩ là khi mà chúng ta nói tâm sân là trạng thái khó chịu trước nghịch cảnh ấy, thì mình nghe như là một thứ tập thụ động. Nhưng mà trong cái hành động mà sát hại thì nó có hẳn là thụ động không? Hay là trong sân có cả hai bị động và chủ động nữa? Xin thử ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị nghe được rõ hả? Cảm ơn quý vị. Dạ, dạ con Pháp Đăng, cái nên lễ Đức Tâm Bảo, cái nên lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri Xuân Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào và cô tu nữ thiện gia Phật tử. Thì mình nói rằng cái tâm sân được hiểu là cái sự khó chịu đối với nghịch cảnh, hoặc nghe trạng thái bị động, như vậy có thứ tâm sân chủ động chăng? Thì thật sự đó thì chúng ta cũng nói rằng cái người sân cũng tùy cái tánh nết của người sân. Nên bình thường mình học trong Tăng Chi của hôm trước, mình học về bốn pháp đó. Sân đó thì có ví dụ như là chửi trên nước, chửi trên cát, chửi trên đất và chửi trên đất. Thành ra khi mà cái người họ sân lâu nó thành nết, cái sân lâu nó nghĩa là mình sân nhiều, mình gặp những nghịch cảnh nhiều. Cũng có những cái trường hợp mình gọi là giống như thụ động, mình khó chịu thôi, nghe người ta nói khó chịu. Thậm chí chúng ta thấy cũng khó chịu là khi chúng ta nghe cái âm thanh như là nãy thường tại thì siêu nói mà chúng ta không nghe được. Nếu mà chúng ta không lắng động tâm đó, thì mình cũng rất là khó chịu. Thì cái khó chịu này nó chỉ là cái khó chịu thôi. Nhưng mà nếu cái người cũng là cái điều này, nếu mà người họ khó chịu thì họ nhiều khi họ la lối um sùm lên liền. Họ cầm mic, họ giật mic, họ la lên. Nó cũng có những trường hợp như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà một cái người mà để ý chút xíu cái tâm mình đó, thì cái gì mà khi mình khó nghe đó, mình nghe không được đó, thì mình rất là khó chịu. Chúng ta cứ thấy như là số nát khá ná đó, có thiên nhãn thông thấy được, nhưng không có thiên nhĩ thông đó, nghe được, cũng rất là khó chịu. Giống như bây giờ chúng ta coi phim mà chúng ta chỉ thấy hình thôi, chúng ta không nghe tiếng thì khó chịu. Thì nó cũng giống như vậy quý vị, cũng tùy theo những cái sự khó chịu đến nó mới đến thì mình thấy nó hời hợt. Nhưng mà thật sự đó, nó mà ở lâu rồi nó sẽ phẫn nộ rất là kinh khủng.
chúng ta thấy như là cô ca lý cá gì đó, mới đầu chỉ là những cái vật dụng thôi, mới đầu chỉ là những cái vật dụng không có được chia cho cô ca lý cá thôi, thì cô ca lý cá khó chịu, khó chịu. Nhưng mà sau khi mà những cái người dân họ yêu cầu cô ca lý cá tỉnh được hai cái vị trưởng lão nhập hạ đó, và sau này hai cái vị đó không có đếm xỉa gì tới cô ca lý cá, cô ca lý cá rất là tức, gặp mặt là nổi sân lên liền, mắng chửi, và đi tới đâu cũng mắng chửi hai cái vị đó. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều khi đó, cái chuyện đó mới đến chúng ta đó, thì chúng ta giống như là thụ động vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, ly khi mà nó ở nhiều lần về sau này do cái sân tưởng đó, bởi vì cái chúng ta thấy thường thường đó, cái nhãn thọ thì nó có sắc tưởng, nhĩ thọ nó có thinh tưởng, tỷ thọ nó có khí tưởng, thiệt thọ nó có vị tưởng, thân thọ nó có xúc tưởng, ý thọ nó có pháp tưởng. Thì chính cái sân tưởng đó, khi mà mình gặp cái người đó, cái lòng sân của mình nó bừng lên liền, bừng lên liền. Thành ra khi mà mình thấy nó giống như là nó hời hợt, nó bị động, nhưng mà có lúc mình giống như nó thấy chủ động vậy. Bởi vì thường thường quý vị thấy những lúc mà Đức Phật này nói một cái người mà có tu tập đó, nhiều khi mình thấy những cái gì không vừa lòng mình đó, mình cố chút xíu đó, thì mình sẽ thấy được cái tâm sân mình. Mình để ý chút xíu mình sẽ thấy được cái tâm sân mình nó phản ứng với cái cảnh, dù là cảnh thinh như là nãy quý vị nghe, quý vị cũng thấy khó chịu vậy, thì nó cũng là cái cảnh thinh. Nhưng mình cố mình nghe nhưng mình nghe không được. Mình để ý cái tâm mình đó thì mình thấy mình khó chịu. Nếu mình không kịp niệm khó chịu đó, thì cái khó chịu đó một hồi đó, chỉ cần nói chút xíu mình nổi nóng lên nè. Nổi nóng lên, mình nghe hoài mình nghe không được, mình tốn thời gian, mình nghĩ vô mình tốn thời gian, mình bực bội khó chịu. Thì mình sẽ, mình một lần bỏ đi ra. Hai cái nhiều khi mình bực bội, nên thường thường quý vị thấy cũng có lúc trước mà cái rung của chúng ta mà sinh hoạt đó, chứ có những người họ khi mà họ nghe chút xíu đó, họ bực bội, họ giục mít lên, họ chửi tùm lum hết. Nhưng mà thật sự ra mình không nói gì họ hết, mình chỉ nói Phật thôi. Nhưng mà trái với cái tâm của họ. Nên thường Đức Phật ngày mới nói là cái người mà họ tham á, mình nói ly tham đối với họ là ác pháp. Khi một cái người mà tham á, mình nói ly tham đối với họ đó, là Đức Phật nói là ác pháp, là tại sao mình nói, nghĩa là họ sân lên liền. Họ sân lên, họ nghe họ sân lên. Vì họ không thể nào bố thí. Nghĩ rằng bố thí giống như lóc thịt của họ vậy đó. Họ không chịu được. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy, nếu mà chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta mới thấy sân nó, nhiều khi mình thấy nó giống như là nó chỉ là một cái trạng thái bị động. Nhưng mà thật sự ra có nhiều khi nó bộc phát. Nên thường thường quý vị thấy trong Tăng Chi hôm trước mình học đó, Đức Phật ngày cũng có ví dụ. Có những người đứng xa không đến gần, có những người đến gần nhé, những gì cần nói. Nhưng mà những người có những người đó mình đến gần á, mình nói nhưng mà nói bao nhiêu cũng được. Thành ra nhiều khi cái nghĩa là những người mà họ sân quá đó, họ sân quá mà mình biết họ khó chịu với mình rồi đó, mình đứng xa đừng tới gần. Nhưng mà nếu mà có việc gì mình cần tới họ đó thì mình tới gần, mình chỉ cần nói chuyện đó thôi rồi mình đi, chứ mình nói một hồi là họ nổi sân lên với mình, nên mình chỉ nói vậy thôi. Còn có những người đó thì mình nói, nên Đức Phật này thí dụ, cái nghĩa là có những người họ sân á, giống như nước vậy đó, vẽ trên nước mà rút tay là cái nước đó nó bình lặng lại liền. Cái sân của người đó nó có, nhưng nó mau bình lặng. Nhưng mà có nhiều người đó thì cái sân nó giống như là cái chữ viết ở trên cát vậy đó. Ở trên cát thì cần phải có một trận gió thì nó mới bình lại được. Thì cũng vậy, người này thì họ sân đó, nhưng mình nói chuyện gì có lý thì như họ không sân nữa. Nhưng mà có nhiều người đó, cái phần nói là sân của họ giống như là chữ viết trên đất kìa. Đất thì phải cần cái trận mưa, chứ gió nó không có đủ làm cho nó bằng trở lại cái mặt đất, nên cần phải trận mưa. Thì cái người đó nó cần phải có một cái mãnh lực nào đó nhiều mới được.
Còn Đức Phật nói cái chữ viết trên đá đó, thì dù là thời gian năm tháng mà người đã vẫn thù hằn thì không thể nào. Nên bình thường trong kinh có ví dụ là nếu mình rải tâm từ với người nào mà không rải được, có nhiều kinh làm họ bực bội đó, mình rải họ cũng khó lắm. Thành ra mình cần một món quà nào đó mình cho họ, mình cho họ tự nhiên cái tâm mình nó rất dễ. À, khi mình cầm cái việc gì mình cho họ rồi, cái tự nhiên cái tâm mình nó không phẫn nộ nữa, mà mình rải tâm từ rất là dễ. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, bởi vì khi mà cái tâm của chúng ta đó nó sân như vậy đó, đối với tượng đó mình nghĩ đối với tượng đó là mình khó chịu, bây giờ mình phải làm cái cách gì, giống như một trận mưa vậy đó, thì cái mặt đất nó sẽ bằng trở lại. Có một cái chuyện mà mình đem cho người đó rồi, tự nhiên mình rải tâm từ rất là dễ. À, thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà thật sự cái sân mà Đức Phật nói giống như chữ đá đó, thì chúng ta thấy như cô Ca Lý Cá vậy đó, thù hằn hai cái vị đệ tử của Đức Phật ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Liên. Dù Đức Phật có khuyên, dù là Phạm Thiên Tô Đu có nói đó, à, có hiện ra có nói, à, mà cái vị đó vẫn sân hận. À, nên cái vị đó phải rớt vào địa ngục sen hồng, chết xong rồi rớt vào địa ngục sen hồng. Nhiều khi chúng ta nghe Đức Phật nói như vậy, chúng ta suy nghĩ cái câu chuyện mà cô Ca Lý Cá, nghĩa là sân với hai vị đó thì toàn thân nó mọc lên những cái mục. Cái mục đó mới đầu nhỏ nhỏ, đầu lớn từ từ giống như trái a ba lạc, có thể giống như trái táo gì nó nở ra. À, mà quý vị biết rằng thời gian mà nó hiện khởi như vậy nó cũng có thời gian là bao nhiêu ngày ấy. Nhưng mà Đức Phật và khuyên bảo thì vị này cũng không có chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật, cũng vẫn phẫn nộ. Dù là Phạm Thiên Tô Đu có hiện ra nói, rồi cô Ca Lý Cá vẫn phẫn nộ. Thì chúng ta thấy rằng cái phẫn nộ đó, cái sự sân hận nó bây giờ giống như là chữ viết trên đá rồi. Chữ mà viết đá giống như chúng ta lấy máy mà chúng ta khoan trong đá rồi, bây giờ đá nó có dấu vết rồi, bây giờ không có thể nào làm cho nó cục đá nó bằng trở lại. Nó không phải như đất mình viết lên nó thì nó bay đất lên, nhưng mà mưa nó có thể làm cho đất nó bằng lại được. Thì nó cũng giống như vậy. Thì nó có nhiều khi chúng ta nghe sân nó giống như là một cái nghịch cảnh là đối với chúng ta, giống như chúng ta bị động vậy. Nhưng mà thật sự ra nó cũng tùy theo cái tâm chúng ta lúc bây giờ, tùy theo cái đối tượng đó. Nên thường thường quý vị thấy cái tâm sân đó, là một người quen cái tánh sân, rồi mình gặp những chuyện cái ý tịch lòng, rồi không suy xét, rồi mình thiếu kiến thức nữa, thiếu kiến thức, thiếu học hỏi đó, nó cũng là những cái nhân mà để sanh ra cái tâm sân. Nếu mình học hỏi nhiều đó thì nó cũng làm cho mình bớt sân. Hoặc là mình khéo phát ý, nó cũng làm cho mình bớt sân. Hoặc là mình khéo khéo suy xét thì cũng làm bớt sân. Mà mình tục sinh mà không phải có nhân sân mạnh đó, nó cũng là điều kiện mình ít sân. Mình không thường gặp những cảnh trái lòng. Trái ý lòng là cảnh gì mình gặp nó cũng đều trái ý lòng mình đó. Thì như vậy nên chúng ta hiểu như vậy. Thì bây giờ thì con xin chia sẻ như vậy. Trong cái câu hỏi mình tự nói rằng thọt nghe cái sân nó giống như là bị động, nhưng mà thật sự là có thứ tâm sân chủ động không, nó cũng tùy cái tâm và cái đối tượng đó. Nếu cái đối tượng đó mà mình không có những cái cách để hóa giải đó, thì mình sẽ phẫn nộ lên rất là kinh khủng. Và khi phẫn nộ lên đó, thì chúng ta thấy như là đệ tử của Ngài Ca Sa Bá vậy, đập lu hủ hết, đốt cốc của Ngài Ca Sa Bá bỏ đi. Chúng ta thấy rằng khi mà một cái người sân mà lu hủ đựng nước họ đập hết xong rồi bây giờ họ đốt nữa, thì quý vị thấy một cái thời gian cũng là mấy tiếng hồ mới làm được vậy, mà họ có thể làm được như vậy. Thì chúng ta cũng phải hiểu rằng khi mà mình mà mới đầu nghe thì giống như là mình chỉ có cái chút khó chịu thôi, cũng như cái người đệ tử của Ngài Ca Sa Bá vậy đó. Ngài bệnh đi bác, người ta cúng dường cho vật thực, khi Ngài nghe Ngài Ca Sa Bá hỏi thì cái người đệ tử khó chịu vậy thôi. Nhưng mà sau này khi mà càng ngày đó thì lại không có kiềm chế nổi nữa, càng ngày càng hung dữ hơn nữa. Thì chúng ta nên hiểu như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại để Thượng Đọa Giác Đẳng có muốn nói gì nói thêm. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Đọa. Bây giờ con xin gửi mic lại. Sa thú kính chân Thượng Đọa Pháp Đăng. Thượng Đọa Tuyên Quyền, Thượng Đọa có trước máy và Thượng Đọa có nghe được không? Nếu Thượng Đọa Tuyên Quyền nghe được xin
Thượng tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thơ số 2. Dạ, ở Thượng tọa Thượng Quyền, chúng ta thường nghe nói cái tâm hữu trợ và tâm vô trợ. Thì tâm vô trợ là tâm sanh khởi nhanh chóng và thường là sự dinh chóng nó mạnh. Nhưng mà tâm hữu trợ có nhất thiết là tâm yếu không? Thí dụ như là mình nghe lời dèm pha, người ta nói một lần mình không giận, người ta nói đi nói lại riết mình nổi giận. Nhưng mà có khi mình nổi giận mình gọi là nộ khí xung thiên, tức là cái cơn giận nó cũng ngất trời chứ không phải là không có bình thường. Thì Thượng tọa Tuệ Quyền có nghĩ rằng tâm hữu trợ là tâm tương đối là nhẹ không? Nói về cường độ, ở cái thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con cần lên tỉnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến đây sư phụ Thủy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Phúc Tăng, Thượng tọa Phúc Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính, đến Đức Tuệ Trì, sư minh không cùng chư tăng. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trước hết thì tôi xin xác định là tâm vũ trợ. Thì tâm nó là yếu hơn cái cường độ của vô trợ. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu một điều, yếu hơn và rồi cái tâm nó sanh liên tục. Hết cái dòng tâm đó, vừa hết cái dòng tâm hỗ trợ, nó đã sanh một dòng tâm vô trợ rồi. Khi chúng ta nghe nói thì lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thì nó không này không phải là một cái giá trị của hỗ trợ mà để mà gián tiếp để mà cho chúng ta bực bội chúng ta ấy nữa, mà tự nhiên chúng ta đã từ trong chúng ta đã xung thiên xung khí rồi, thì dòng tâm lúc đó đã đổi trong một cách vô trợ rồi, nói một cái là nạp liền. Thì một cái là chủ lực ở trong lòng mình, một cái là chỉ là độ khí xung thiên, tức là khi nghe những điều mà vừa nghe, cái tâm tư mình suy nghĩ nó bực bội thì hết cái dòng tâm vũ trợ đó, nó qua một dòng tâm vũ trợ đó, phải hiểu như vậy nữa. Và từ chỗ đó nói một cái là nổ khí xung thiên, coi như là dao bay gãy bay, coi như là đánh đập nhau, hoặc là binh khí miệng lưỡi có thể chọn nhau vân vân. Thì ở đó chính là cái gì? Thứ nhất là khi đầu tiên thì chúng ta nghe thì nó một cách gián tiếp của vũ trợ đưa tới, nhưng khi chúng ta nghe mà dứt cái dòng tâm đó thì một cái vô trợ từ trong người mình nó đẩy ra nhé. Cái đây là cái điều chúng ta phải nhớ như vậy. Mà trong sự tu là chẳng nghe chỗ này liền. Đây. Và sự thật ra thì khi mà chúng ta nổ khí thì cái dòng tâm nó có thể là hỗ trợ, nó có thể là coi như là vô trợ liên tục. Thí dụ bây giờ như thế này, ta nói mày im nha, đừng có làm nghe làm nữa là ta chết với tao đó. Thì cũng nghĩa rằng câu nói đó là câu nói nó mang tính tức là chờ đợi, nó mang tính là gián tiếp hỗ trợ. Nhưng phải thật sự là lúc đó là chúng ta đã cái tâm sân hận chúng ta đã phòng thủ rồi, đã có một tác động vô trợ từ trong lòng mình, không có gì nó sẵn sàng, tức là tới là tiếp chiêu tiếp đón liền. Thì ở đó cũng như vậy đó quý vị nha. Thì bởi vì thí dụ bây giờ như mà khát nước mà chờ nhau sẵn sàng trên cái bộ nhớ nó ghi trên rồi, ai mà nhấn nút thì người này nhấn liền chẳng hạn như đó, thì cái đó hỏi là hỗ trợ hay là vô trợ. Có nghĩa rằng trên cái tinh thần chúng ta cho nó là hỗ trợ, con người hỗ trợ trước, nhưng điều một sự thật đã cài đặt tất cả rồi, anh đã vô trợ, anh đã phòng thủ trước rồi. Thì ngay khi đó đó, cái mà nổ khí xung thiên mà thách đố người ta đó, là sự thật chúng ta xét nghĩ kỹ là chúng ta đã có một sự chuẩn bị trước rồi. Thì như vậy thì đây là cái khách quan, cái chủ quan thì nó cũng chưa biết cái lúc nào nó sẽ sản sinh ra. Nhưng nó dòng tâm vô trợ thì nó mạnh, mà dòng tâm hỗ trợ thì nó yếu hơn, thì nó yếu hơn một chút xíu như là như thế. Cho nên đây là một điều mà trong cái đời sống chúng ta cũng suy nghĩ kỹ chuyện đó. Mà cái hỗ trợ đó thì nhiều khi chọc tức và chúng ta tức thì thôi, cũng như cái chuyện cũng là cái chuyện thường. Thì đây là cái câu trả lời của chính con, thì cũng kính bạch Thượng tọa và kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng cũng như tăng ni cũng như là toàn thể đại chúng. Thì sau khi mà thảo luận câu hỏi này thì xong thì con cũng xin sẵn nói luôn, để một lát nữa con nghĩ rằng là những câu thảo luận sau khi chư tăng trả lời xong thì con kính cùng tỉnh Thượng tọa có một cái chương trình riêng một chút để cầu nguyện phước cho cô tu nữ Diệu Từ, cũng là nhị vị thân mẫu của nhị vị Thượng tọa chủ trì trong râm, cũng là những người ân của ở trong râm, thì có nghĩa là chúng con sư Phật Tân, sư Phật Tính, cũng những người cũng là như là nhờ cái sự hộ độ, nhờ cái sự nuôi nấng cũng từ nhỏ trong vòng tay của cô tu nữ. Thì cũng nghĩ rằng là
Và nếu như chúng ta đã biết, chúng ta đã hiểu, có cái tâm, cái ý kính ngưỡng ông thượng tọa chủ trì cho một cái khóa lễ, còn không nữa thì được, ông cũng xin chia phước và chủ trì một cái điều kiện đó, để cho trên cái tình của cuộc đời dầu ngày hôm nay gặp nhau trong khổ vô thường, thì biết càng giả tạm mà vẫn những ân tình kỷ niệm đó vẫn thương nhớ hoài trong cuộc đời là như vậy. Rồi ngày sau trong biển sanh tử gặp nhau trong một cái thiện sự niệm đoàn kết, trong ái hòa vô lượng, để tất cả tìm về cái con đường mà chấm dứt sanh tử khổ đau. Đây chính là nguyện ý của con như vậy. Tính thỉnh chư tăng và mong toàn thể đại chúng mang vị tiền ý là nhất tâm cầu nguyện chia phước những phần phước của mình đã ta tạo trong thời gian tu tập, cũng như là quan kinh thánh pháp ngày hôm nay, đến cho cố xin như là một cố tu tử có cái đạo tâm đạo tình rất là lớn lao, mà không có bỏ sót bỏ đấu chư tăng một bữa nào kể từ khi bước vào chùa Hậu Tăng. Những năm tháng đối khổ thì cái thứ gì rất là khủng khiếp, nhưng cũng vẫn vượt qua được. Thì ngày hôm nay ấy là những chất liệu mà cố tu nữ đã mang đi. Và con xin kính cung tính thường gọi tiếp tục năm một thời gian. Sa thú, cái trình chủ tọa tự quyền. Thưa quý vị, vì tôi tự nguyện đề cập nên chi chúng tôi cũng xin thưa rằng đây là ngày giỗ thứ 10 của cô tu nữ Diệu Từ, tức là thân mẫu của chúng tôi và cũng là thân mẫu của chúng tôi Tự Siêu. Trước tiên là chúng tôi Tự Siêu không có mặt ở trong room bây giờ. Tất nhiên là tuần lễ vừa rồi thì chúng tôi có làm phước trai tăng để hồi hướng cho mẹ nhân ngày giỗ thứ 10. Hôm nay không biết là chư tăng ở trong group chư tọa đăng toàn tân toàn tự nguyện và đại diện pháp tính có vị nào mà có chư tăng một hai vị cùng có mặt ở trước máy và có cầm bút để tụng kinh được, thì xin cùng thỉnh quý ngài hoan nghị tụng cho một thời kinh ngắn cũng 10 phút nhân ngày giỗ để hồi hướng công đức. Dạ xin thỉnh thiền tọa chư quyền và kính thỉnh thiền tọa. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? À? Dạ, một phần thức dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Trước khi Chư Tôn Đức Tăng tụng một cái phần kinh để quán tưởng, để chia phước, cũng có đôi điều nhắc lại cho toàn thể đại chúng. Có thể nói rằng cô tu nữ Diệu Từ là một người phải nói là rất là hữu phúc trong cuộc đời này, mà để lại cho đời như những gì mà chúng ta đã được biết, chúng tôi không cần phải nói lặp lại. Và ở một đỉnh trên cái việc đó, trên cái tình đó, suốt trong thời gian vào những thập niên mà thời bao cấp, quý vị biết đói lắm, khổ lắm, phải nói rằng là vẫn phải nói là chắc mót, trông đo chắc điếm gạo cơm mắm muối làm sao mà được đầy đủ, đủ đầy. Và từng lớp học của các vị học tăng ở siêu lý phải nói qua bàn tay sớm hôm của chính cô để giữ gìn các cái lớp học từng lớp từng lớp từng lớp xuyên qua trong cuộc đời này, qua thời gian qua. Cho nên cái việc mà ra đi của cô dầu cho cô, nếu như cô không là mẹ của nhiều vị thượng tọa, điều đó cũng là quá phước lành trong cuộc đời này. Chứ đừng có nói chi cô lại là mẹ của nhiều vị thượng tọa,
mà chúng ta hằng nghe, hằng được dẫn dạy, thì chúng tôi nói như thế này, có thực chứng là Đại Đức Pháp Tính Thượng Tọa Pháp Tân đã là những người đã nhận được cái công đức của chính, xem như là một của ni sư đã cho mình, đã gửi tới cho mình, vì cái tâm thành một lòng để hộ tăng, để cho kiếp tăng học hành, để mai sau mở mang giáo pháp này, mai sau được yên vui, được tốt đẹp. Thì trước nhất xin hướng cầu đến các vị chư thần chư thiên, xin các vị mách bảo đến Giác Linh, Cố Ni Sư, Diệu Từ, là những người đã có cái tấm cái đạo tình, đạo tâm, đạo lực trong những lúc chư tăng đang ở nơi siêu lý để tu học, để nương tựa, và cũng như là tấm lòng thành nguyện cúng dường hy sinh tất cả những tài sản quý báu nhất của mình, đó chính là những người con thân thương, về cho Tam Bảo. Công đức này hết sức to lớn. Cái to lớn nhất trong cuộc đời đó là của đời người, của vợ chồng, đó là những người con. Mà những người con này lại là những người con cúng dường nó cho Tam Bảo. Công đức này Phật giáo Nam truyền Việt Nam sẽ ghi sử ở tại nơi đó, bởi vì chỉ có một người mẹ quả cảm như thế. Kính thưa đại chúng, không phải chúng tôi nói như vậy bởi vì chúng tôi là đệ tử của các vị hay là cái gì, nhưng trên cái tấm lòng thật, tấm lòng thành, chỉ có 5 người con trai mà đã vào chùa hết, là những vị làm việc cho đạo, là những người làm việc cho Phật Pháp tốt đẹp. Chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, thì còn cái gì cho bằng. Có một bà mẹ nào là hoàng hậu, có một mẹ nào là dẫu cho là danh gia vọng tộc gì mà cho bằng đứng trên cái nhìn Phật Pháp. Dạ, thì giờ đây kính Giác Linh, ni sư dù biết rằng sư tăng cũng như các sư trong nhà là luôn luôn một tâm một lòng để phụng sự đạo Pháp, một tâm một lòng vì đạo, vì Tam Bảo, như một lòng mà cô gửi đến cho, mà cô ni sư gửi đến cho các sư là con của mình, cũng như là các sư thân tình đã nếm qua, nương qua, nhờ qua một bàn tay chăm sóc của chính cô. Và riêng sư tự nguyện thì cũng như là một người thân ở trong nhà, những lúc bệnh hoạn, những lúc còn ấu thơ, những cơm manh áo, giặt giũ tắm rửa đều là những ân tình của mai, của ngày hôm nay và của ngày sau. Nguyện Giác Linh được an nhàn, được siêu thoát. Xin Giác Linh thành tâm phân kinh thánh pháp. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Bụt Tha Giá và kính thỉnh chư tăng sẽ mở một khóa kinh ngắn để niệm tưởng đến ân đức của ni sư. Nam mô ta sa pa ca wa tu a ra ha tu sa ma sa mu ta sa nam mô ta sa pa ca wa tu a ra ha tu sa ma sa mu ta sa nam mô ta sa pa ca wa tu Arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Iti biso pakawarang sama sambuto wicacarana sampano sugato loka widow anotaro purisa damasarati saka dewa mano saanang buto pakawati swakato pakawata tamo sandetiko akaliko ehipasiko opanagiko pacatang weditapo winyohi Tisobatibano pakawato sawa kasangko sami cipatibano pakawato sawa kasangko jadi dang cata ribu risa yuga ni atapu risa bukala esa pakawato sawa kasangko au neyo pau neyo daki neyo anjalikara neyo anu tarang bunya ketang lokasati anicca watasangkara
Opa da vaya thamino opa chi toa ni ro chan ti te sang vô ba sa mô sukho anicca vata sang khara. Opa da vaya thamino opa chi toa ni ro chan ti te sang vô ba sa mô sukho anicca vata sang khara. Opa da vaya thamino opa chi toa ni ro chan ti te sang vô ba sa mô sukho. Các pháp vô vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vị nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là Phật tịch diệt. Dứt cả pháp vô vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Hovantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddha nupavena sapa thamma nupavena sapa sangha nupavena sadaso thi hovantu te. Chư Phật toàn giác đại lực, chư Phật độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phục lành phát sanh đến ni sư diệu từ đa quá vãng. Xin ni sư được an nhàn siêu thoát kết quả trời người, nếu ở cõi an vui xin cho mọi việc đều được tiến tu, cuối cùng được thành tựu quả vị an lạc giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ xin cảm ơn đến chư tăng và kính cảm ơn đến toàn thể chư Phật tử. Thì vào ngày mai, khuya nay thì kính bạch chư tăng chúng con sẽ về Sài Gòn cùng với sư Phật Nhiên, cùng với một số chư tăng ở Sài Gòn sẽ về chùa Siêu Lý để mà làm lễ cử hành lễ trai tăng cúng dường, để hồi hướng phước cho ni sư. Thì cũng bạch thượng tọa, tọa nắm vững cái tinh thần như vậy. Và thì chúng con cũng nói với chư tăng, nói với vị Phật tử, thì đây là một cái tấm lòng chung, mỗi chúng ta một thiện sự, mỗi chúng ta chia một cái phước báo đến cho quý vị trực tiếp liên hệ với sư phụ thị siêu. Chúng tôi sẽ mong chúng ta sẽ cúng dường để cho cái lễ cúng dường được thành tựu, để viên mãn tốt đẹp hơn. Bởi vì hiện nay thượng tọa thị siêu cũng đang có một quá trình xây dựng, có một quá trình làm việc phước lành rất là tốt. Và từ kính cũng thỉnh chúng con cũng xin sự cúng dường ở trong đó. Và cầu kính bạch thượng tọa được tại lãm tường, cũng như tất cả nếu mà chư Phật tử có quan hệ thì chúng ta liên hệ với sư phụ thị siêu, hay là qua chúng tôi, hay là được Phật tính. Và Nam mô Bụt Tha Ya, và vô vàng kính cảm ơn đến toàn thể chư quý vị. Nam mô Bụt Tha Ya, và cũng kính bạch thượng tọa quay trở lại. Kính trường thượng tòa tuyệt quyền và tất cả chư tôn đức, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến một người đã mất, nhất là một người thân, đó là một sự mất mát. Nhưng mà có những người thân ra đi rồi lại để lại cho chúng ta rất là nhiều. Cha mẹ, thầy tổ là những bậc đã đi rồi, nhưng mà những cái hình ảnh cao cả có thể là một cái gia tài lớn cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta nhìn từ một góc cạnh nào đó. Thì thật sự mà nói đó, chúng tôi chỉ có thể nói một cách rất là ngắn, đó là chúng tôi là một người xuất gia mà rất là may mắn, rất là hữu duyên, hữu hạnh, hữu phước để có một bà mẹ. Và bà mẹ đó luôn luôn khuyến khích, luôn luôn kỳ vọng là những đứa con của mình tiếp tục tu, tiếp tục đóng góp cho đạo, cho đời. Thưa quý vị, thật ra thì những ai đã đi tu rồi mà được như vậy đó, thì quả thật là một chuyện rất là may mắn và rất là phước. Kính trưng Thư Lạc Tuyệt Quyền cũng như chư tăng đã dành những giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay để hướng tâm
vừa hướng phước lành cho thân mẫu của chú Dương và Thượng tọa Tô Siêu trong ngày giỗ thứ 10. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, dạ, sa thủ lành thay. Thay mặt đại chúng trong rùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đâu lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng con cũng xin hồi hướng phước lành mà chúng con đã tạo đến cho bà cố tu nữ Diệu Từ, thân mẫu của Thượng tọa Tế Siêu và Thượng tọa Chân Đẳng. Cầu mong bà vãng sanh về nơi nhàn cảnh và luôn được sống trong chánh pháp để tiếp tục tu tập, hầu đạt được kết quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý ốp điểm trợ cho các phân hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo luôn là các tượng chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Một bình thường.